Qua bao năm, với nhiều sự biến đổi của vạn vật, thung lũng Mường Khoe hôm nay vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp thiên nhiên của đất trời ban tặng. Ẩn mình trong khung cảnh thiên nhiên là diện mạo của đô thị mới được hình thành sau 15 năm thành lập. Huyện nằm ở phía đông của tỉnh Điện Biên, dọc theo quốc lộ 279, cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ 40 km. Huyện có diện tích tự nhiên trên 44.000 ha, có 10 đơn vị hành chính cấp xã thị trấn với 118 bản tổ dân phố. Dân số của huyện trên 50.000 người, có 13 dân tộc anh em cùng sinh sống. Về với Mường Ảng, du khách sẽ được ngắm mây trôi bồng bềnh trên lưng chừng đèo Tằng Quái. Dưới chân đèo là thung lũng trồng cà phê ngút ngàn xanh mướt. Du khách còn có dịp ghé thăm các địa điểm du lịch Tằng Quái Bắc, Tằng Quái Lầu và du lịch sinh thái Đào Phiên Sơn. Nhâm nhi ly cà phê có hương vị đặc trưng riêng của đất trời Mường Ảng. Ngoài thung lũng cà phê, du khách không thể bỏ qua cảnh sắc của trung tâm hành chính huyện với một diện mạo mới. Thăm quảng trường Hoa Ban, những con đường mới mở 27m, 42m và chụp ảnh với thảm hoa rực rỡ sắc màu. Đến với chợ trung tâm huyện có thiết kế mới đặc trưng cho mảnh đất Mường Khoe. Hàng năm tại đây còn diễn ra ngày hội văn hóa ẩm thực các dân tộc huyện Mường Ảng. Tại ngày hội, du khách được thưởng thức rất nhiều hoạt động phong phú mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc, với những tiếng khèn, tiếng sáo, giọng ca, điệu múa và những món ăn độc đáo với hương vị rất riêng có của các dân tộc Mường Khoe. Về với Mường Ảng, du khách không thể bỏ qua điểm tham quan hồ chứa nước Ảng Cang, công trình mới hoàn thành năm 2021. Nằm cách thị trấn Mường Ảng khoảng 4 km, hồ chứa nước Ảng Cang, người dân nơi đây tự hào gọi là hồ trên núi, có diện tích mặt nước gần 33 ha với dung tích nước trên 4,4 triệu mét khối. Ngoài bảo đảm cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, hồ chứa nước Ảng Cang còn là điểm tham quan du lịch thú vị. Tại đây, du khách có thể bơi thuyền trên những gợn sóng lăn tăn, soi mình vào mặt nước biếc xanh, khám phá điều kỳ diệu của thế giới tự nhiên. Rời hồ chứa nước Ảng Cang, du khách ngược về khu di tích lịch sử Mường Phăng thăm hầm đại tướng Võ Nguyên Giáp và trở lại thành phố Điện Biên Phủ.